Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị và quý khách hàng một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2017 SI số tự động. Một mẫu xe phân khúc hạng A mà quốc dân cũng như là được lựa chọn rất là nhiều. Để mà nói về phân khúc hạng A của những dòng xe thì chỉ có Morning và i10 luôn luôn đứng đầu trong danh sách và cũng là những mẫu xe mà được lựa chọn nhiều nhất. Hai dòng xe này thì form dáng hoàn toàn khác nhau, 1910, và có đa số là lựa chọn những mẫu xe ví dụ như đời cao như này, lựa chọn những con Morning như này, form dáng hình thức nó rất đẹp này. Nhất là nó lên form dáng la răng xoắn, rồi là lên điều hòa tự động, lên đèn dấu hỏi, lên đèn bi, và tổng thành xe thì nó chất lượng và nó mới như thế này. Một con SI 2017 SI đó là bản đủ nhất các bác nhá. Sang 2018-19 thì nó sẽ có thêm bản S. Đấy thì nó bỏ bản SI, bản S thì nó sẽ có thêm hai cái phần giá đỡ ở trên nóc này nữa thôi. Còn đầu 18 quay về thì SI là bản full nhất rồi. Tổng thành xe con này thì nó zin hết toàn bộ từ trong. Các bác nhìn, zin hết các bác nhá. Zin hết luôn. Đấy, rồi những ốc cabo này. Rồi toàn bộ keo chỉ này. Đấy, và về phần máy, máy loại này nó sẽ là máy 1.25 các bác nhá, chạy khỏe. Rồi là đồ chơi phụ kiện đây các bác nhìn này. Từ đèn bi gầm và bi pha, đấy, xi nhan gương. Con này thì bác chủ cũ bác còn lên được đèn nổ start top rồi cơ. Đấy, tổng thành xe đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác. Với tầm nguồn tiền mà hơn 200 triệu mà số tự động đời cao thì đây là sự lựa chọn hoàn toàn xứng đáng. Các bác có thể tham khảo và alo cho em, em sẽ tư vấn cho các bác. Các bác nhìn cái ghế sau này, nội thất của những cái dòng xe này nó sẽ là ghế da nguyên bản các bác nhá. Và đây là ghế da zin. Và các bác biết rồi, những bộ ghế da mà nguyên bản theo xe mà nó còn giữ được như thế này thì là xe nó chạy quá ít. Đấy, đây, ni lông ở những cái này nó chưa bóc này. Và toàn bộ da ghế này không một lép nhăn luôn. Toàn bộ từ những cái tab ly cửa này, keo chỉ và lốp dép mới khám dài. Đấy. Tất cả những con ốc này. Rồi là tổng thành đèn đóm zin hết các bác nha, từ cái tab ly này. Đặc biệt những cái dòng Kia Morning này nhá, nếu mà cái phần mà nó màu ghi ghi xanh này, nó chạy nhiều cái này nó sẽ vàng khe luôn nếu mà cầm nhiều. Nó vàng hết và nó bợt hết những cái logo này. Nên các bác nhìn gương kính chỉnh điện, gương cục điện, logo vẫn nét căng luôn. Đấy. Vô lăng con này nó có tích hợp đầy đủ hết cơ. Từ những cái giá để hàng này, từ những cái khoang cốp này. Đấy, khoang cốp lốp này vẫn lốp theo xe này. Rồi tổng thành xe, bản lề này. Tất cả cái đèn và ốc zin hết. Tổng thành xe nó đẹp như này. Đấy, từ phần gầm các bác nha. Từ phần gầm này. Đây, gầm nó đẹp này. Gầm nó quá đẹp luôn. Đấy, gầm nó đẹp như thế này. Đó. Nét căng luôn. Lốp dép rất là mới, la răng xoắn này. Rồi từ cái ghế sau, thích nhất bộ ghế sau nó mới như này. Từ những cái đường kim mũi chỉ này. Đấy, nó mới và nó đẹp đây. Từ cái mặt ghế này. Mới dã man luôn. Đó. Đây. Tắp ly cửa sau bên phụ các bác nhá. Đây, cửa lái bên phụ này. Đó, zin hết luôn, tổng thành xe. Tất cả từ những ốc bản lề các bác nhá, từ những cái má ghế này. Sợ không? Những má ghế bên phụ này. Con này gần như là duy nhất chỉ có ghế lái là người lái là người ngồi thôi, còn lại là gần như chẳng chở ai như này. Đấy. Đây, từ những cái đường kim mũi chỉ ghế này. Và từ mặt ghế nó vẫn còn sóng nhô của những cái múi ghế này. Đấy. Toàn bộ từ mặt tắp lô tắp ly này. Một con xe mà nó không taxi dịch vụ, nó chất lắm. Khám đến tận tháng 6 năm 2025, kính zin hết rồi. Đấy, kính zin hết. Tổng thành xe đây. Đó, nó nét như thế này các bạn. Quá yên tâm luôn khi mà sở hữu những con xe như thế này. Để mà tầm số tự động nhỏ gọn, màu đỏ phong thủy mà đời cao, mẫu xe bền quốc dân thì đây là sự lựa chọn hàng đầu cho các bác đấy. Sẽ chạy một đoạn cho các bác cảm nhận về dòng xe này nhé. Vô lăng nó đẹp như này không? Vô lăng như này mà. Đấy. Con này lên đầy nổ sơ tốp này. Một chạm nó nổ luôn. Đấy. Số này, số dích răng này. Đấy. Con này chạy thích lắm. Đấy, chạy lên quanh 27, chạy lên quanh 8 vạn. Km chuẩn zin luôn, các bác có thể test thợ hay test hàng thoải mái. Riêng xe nhà em, xe nó chạy qua phần bốc như này cơ mà. Nó là máy 1.25 các bác nha. Máy 1.25, điều hòa auto luôn. Đấy, màn hình zin theo xe này. Đây, cho các bác xem cái cam lùi nhé.
Đấy, cầm đủ nó nét như này em ạ. Tổng thành xe. Trần nỉ, các bác nhìn trần nỉ này, không một vết bẩn luôn. Trần nó đẹp như này. Vô lăng cửa sổ đẹp. Và xe chất như này, đây những cái tấm che này mày thả nó bật lên như này không? Căng đét thế này. Quá mới và quá đẹp luôn cho một chiếc Kia Morning SI. Thật sự là quá chất, 5 chỗ. Bền bỉ, đồ đạc thay thế phụ tùng dễ dàng. Đối với mẫu xe hạng A như i10 hay Morning này gần như nó cũng chẳng có gì để hỏng trong quá trình sử dụng cả. Và chi phí bảo trì bảo dưỡng rất là thấp. Đấy, hàng năm thì chỉ có dầu mỡ rồi khám khí thôi, lốp dép thôi. Chứ còn thực tế ra thì dòng xe này nó sửa chữa nó quá lành và quá nhàn luôn. Đấy. Các bác có nhu cầu thì nhớ alo cho em nhé. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.